Chương trình và chủ đề của ngày hôm nay chúng ta sẽ nói rất là nhiều những bản tin vui đến Ukraine dành riêng biệt cho mấy bác ủng hộ Ukraine nhiều. Vì các quý vị cũng biết là Ukraine đang gặp khó, nếu mà không được sự giúp đỡ của đồng minh thì Ukraine sẽ gặp nhiều khó khăn và có thể mất mát rất là nhiều lớn. Và đồng minh không thể để cái chuyện này xảy ra. Nên là trong cái bối cảnh khó khăn thì bắt đầu người ta đang gỡ khó cho Ukraine. Nên chủ đề của ngày hôm nay sẽ là tin vui cho Ukraine rất là nhiều. Các quý vị cũng cập nhật qua bản tin của Nguyên ngày hôm qua. Nguyên có chia sẻ một bản tin bí mật, đó là ông Jack Sommer đã rò rỉ báo chí của bên ngoài. Thì ngày hôm nay phía bên Quốc hội của Mỹ đã chính thức công bố trong tuần này, có nghĩa là ngày mai, ngày mốt gì đó, họ sẽ bỏ phiếu về vấn đề của Ukraine và của Do Thái, có nghĩa là họ đã thỏa thuận xong rồi. Cái kết quả thì như thế nào thì chúng ta không rõ, nhưng hình như hai đảng đã có cái kết quả giải quyết. Vì chúng ta đều biết là cái gói trợ cấp cho Do Thái và cho Ukraine, đặc biệt là trong giai đoạn này, nó cực kỳ là cần thiết. Tình trạng của Ukraine thì Nguyên không cần thiết phải nói, rất là khó khăn. Và cái sự chậm trễ của Mỹ sẽ dẫn đến cái thành công của Putin. Nên cuối cùng với cái sự áp lực của đồng minh với tình trạng cụ thể ngày hôm nay, thì Mỹ hình như đã có sự thỏa thuận. Với cái tình trạng của Do Thái dẫn đến nhiều sự loa toan đến cuộc đệ tam tứ chiến, Mỹ không có thể đứng ngoài cuộc tiếp tục, Mỹ không thể do dự, nên Mỹ đã quyết định có cuộc bỏ phiếu và giải quyết cái mấu chốt cho Do Thái và cả luôn cho Ukraine. Tất nhiên cái kết quả chúng ta chưa biết. Nguyên sợ nhất là đâu đó có vài ông nửa đường đồng ý cuối giờ quay xe. Chuyện này thường xuyên xảy ra. Nên là hiện bây giờ cái niềm vui của Nguyên nó chưa được trọn vẹn. Nguyên phải chờ đợi cái bỏ phiếu nó như thế nào. Chứ nhiều khi bây giờ thì mình thấy xong rồi đó, ok rồi đó. Chắc chắn là Ukraine chắc là có tiền rồi đó. Do Thái cũng chắc là có tiền rồi đó. Nhưng mà đến nửa đường bỏ phiếu lại thay đổi. Nên là bây giờ thì chưa phải là quá vui các quý vị. Nhưng những bản tin vui khác nó mới quan trọng. Bản tin vui thứ nhất đó là Na Uy. Các quý vị cũng biết là Na Uy đó hưởng rất là lợi trong cái cuộc chiến này. Ông nói thật kỹ chứ ông Na Uy đó, ông lợi nhiều lắm. Ngày xưa cái thị trường dầu hỏa đó hay là khí ga đó thì châu Âu này á mua của Nga là khoảng gần 70-80%. Phần lớn là mua của Nga vì cái giá thị trường của Nga nó rẻ hơn. Nó rẻ và Nga có cái ống dẫn từ Nga đi trực tiếp đến châu Âu và nó rất là tiện lợi. Và từ lúc mà cuộc chiến tranh đó thì ai cũng ngăn chặn cái hợp đồng với Nga hết và không còn lựa chọn, người ta chỉ còn hai cái đối tác là Na Uy ở tại châu Âu và một quốc gia xa xôi, đó là Mỹ và Canada. Nên là Na Uy là cái người trực tiếp đã trở thành cái nguồn cung cấp chính lớn nhất cho toàn châu Âu này. Thì ông Na Uy ổng đã được lợi cái điều này. Nhưng cái lợi thì ổng cũng bị cái sự đe dọa. Vì ổng đã giật bánh mì của Nga, đúng không? Người ta kêu là giật bánh mì, mày giành bánh mì của tao. Nên là trong thời gian vừa qua thì Na Uy đã bị đe dọa rất là nhiều. Và Nga đã đe dọa với Na Uy đủ thứ hình thức. Nhưng mà Na Uy rất là cứng rắn và viện trợ Ukraine không ngừng. Đợt này thì Na Uy đã đi thêm một cái bước nữa để khiêu khích Nga. Na Uy sẽ tham gia vào trong vấn đề cung cấp F-16 cho Ukraine. Sau khi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Ukraine đã gặp phía bên chính quyền của Na Uy và đã thuyết phục được, và Na Uy đã đồng ý sẽ là trong những quốc gia sẽ tham gia vào Đan Mạch, Bỉ và Hà Lan. Na Uy sẽ là quốc gia thứ tư tham gia vào trong vấn đề cung cấp F-16 và tu sửa F-16 cho Ukraine trong những ngày kế tiếp. Đây có nghĩa là Ukraine nhận thêm F-16 nữa rồi đó. Hiện bây giờ Na Uy chưa công bố con số bao nhiêu họ sẽ chia sẻ cho Ukraine. Chưa biết là bao nhiêu số lượng, chúng ta không rõ. Nhưng mà họ đã tham gia vào trong cái vấn đề này. Sau cái chuyến đi của ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Na Uy đã quyết định cung cấp F-16. Mà không phải là chỉ cung cấp không nha. Họ còn có trách nhiệm bảo trì, giúp đỡ bảo trì. Nguyên bấm cái này, nó làm nóng quá.
Nói thằng là tiếng Nhật không à, nguyên mò không cũng muốn chết. Các quý vị, tiếng Nhật không mà mình không có hiểu. Ok, tiếp tục để cho Nguyên chia sẻ của chú anh chị em bản tin càng vui hơn nữa. À, các quý vị cũng biết là trình độ tiếng Nhật của Nguyên là Toyota, Yamaha, Sushi, Honda, Sake, cỡ đó thôi, bao nhiêu đó thôi chứ Nguyên cũng không biết nhiều hơn đâu. Nên là cái đồ cầu mót là bằng là tiếng Nhật không à, là bí à, nó không để tiếng Anh nào hết trơn là thôi là chịu thua rồi. Cứ mò đúc rò thôi, cứ mò thôi. Và bây giờ tiếp tục những bản tin vui. Tiếp tục chúng ta đi cái xu hướng vui càng thêm vui. Ngoài Na Uy ra thì bữa nay có tin gì vui nữa cho Khan nữa? Hòa Lan. Hòa Lan vậy mà chịu chơi quá. Nguyên nói thật luôn, Nguyên nể Hòa Lan luôn. Quên Nguyên cây. Nóng quá. Hòa Lan, các vị cũng biết là Hòa Lan đã đóng góp rất là nhiều trong cái sự giúp đỡ vừa qua. Hòa Lan cũng đã gửi F-16 cho Ukraine trong những cái quốc gia đầu tiên là gửi F-16 cho Ukraine. Hòa Lan đã làm nhiều thứ cho Ukraine trong thời gian vừa qua. Đợt này Hòa Lan mới vừa công bố luôn sẽ chi thêm cho Ukraine 4 tỷ tư hay là 4 tỷ 4. Đó, 4 tỷ 4 tiền euro. Khủng khiếp. Các quý vị phải là một cái quốc gia Hòa Lan như vậy mà Hòa Lan chi cho tiền. Đây là cái số tiền để chuẩn bị cho Ukraine vào năm 2024 đến năm 2026. Hòa Lan là một cái quốc gia nhỏ, dân số ít mà họ đã cho rồi. Cái này là cho thêm đó. Cho thêm đó. Đạo lực của họ đã bỏ ra cho thêm. Để cho cô chú anh chị em biết là bởi vì cái bối cảnh của Ukraine đang khó khăn và người ta lo lắng cái bối cảnh của Ukraine đang gặp những cái trường hợp có thể bị thất thủ. Và những cái đóng góp của Na Uy, của Hòa Lan là những cái đóng góp vô cùng to lớn với cái tình trạng đất nước nhỏ bé của họ. Và họ đang muốn yểm trợ cho Ukraine để cho Ukraine không thể thất thủ. Vấn đề của Mỹ thì chúng ta chưa biết kết quả là như thế nào, nhưng mà tại châu Âu đã có hai quốc gia rồi, đúng không? Hai quốc gia rồi. Này, hai quốc gia là thấy là ấm rồi đó. Ấm rồi đó, thấy Ukraine bắt đầu là đỡ rồi đó. Thêm một quốc gia nữa ha, Canada. Ngày hôm nay thì chính quyền Canada đã công bố sẽ viện trợ cho Ukraine 450 chiếc máy bay không người lái. Cái loại Sky Dragon gì của Canada đó. Đó, Canada đã viện trợ thêm 450 chiếc máy bay không người lái cho Ukraine. Trong cái giai đoạn mà Nguyên nói là cái gì Ukraine cũng thiếu hết. Vũ khí nào cũng là welcome hết. Vũ khí nào mà gửi cho Ukraine, cả Mỹ gửi vũ khí cũ, tịch thu của Iran, Iraq, rồi chiến tranh Trung Đông, Ukraine còn không từ chối mà. Chứ huống chi mà 450 chiếc máy bay. Thì đây là cũng là một cái bản tin khá là vui cho Ukraine trong cái giai đoạn mà đang thiếu hụt vũ khí. Đủ thứ cả. Tình trạng có thể nó là khó khăn nhất trong cái giai đoạn này. Ba quốc gia bản tin vui rồi đúng không? Bây giờ thôi lỡ rồi, vui thêm nữa đi. Nhưng cái này Nguyên chưa chắc thấy vui nha. Nhưng mà có nhiều người, nhiều đây để cho Nguyên nói chứ các bạn, cái tư tưởng của mấy em châu Âu, Nguyên nói là đầu óc của mấy ổng á, đối với Trung Quốc nó còn mông lung lắm. Nguyên không biết Trung Quốc nó cho mấy ổng ăn cái gì, nhưng mà mấy ổng lú với Trung Quốc lắm. Câu chuyện là như thế này. Vì các quý vị cũng biết á, thì bây giờ ai cũng không còn nó là một cái sự bí mật gì hết. Cả thế giới đã đều biết rằng là sau lưng nha, cái người đang yểm trợ kinh tế là Trung Quốc. Và Trung Quốc cũng không có giấu giếm điều đó nữa. Và Trung Quốc là công bố là Trung Quốc có quyền ngoại giao với bất cứ quốc gia nào. Đặc biệt là giữa Nga và Trung Quốc, họ đều có một sự quan hệ khá là thân thiện. Và gần đây nhất thì họ càng còn ký nhiều hợp đồng sau cái chuyến đi của ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Nga đến Trung Quốc và để chuẩn bị lót đường cho Putin ghé thăm Tập Cận Bình trong thời gian sắp tới để có những hợp đồng quan trọng hơn. Thì tuy rằng Mỹ đã có lên án Trung Quốc
Mỹ đã có những cái lệnh trừng phạt, Mỹ cũng có cái sự nói nhẹ nhàng với Trung Quốc bằng đủ mặt, nhưng không tác động được Trung Quốc. Thì ngày hôm nay có một cái vai trò, một cái người rất là quen thuộc chúng ta trong diễn đàn, cái tên mà Nguyên thường nhắc, đó là ông Olaf Scholz, là thủ tướng của Đức. Bữa nay ông thủ tướng của Đức sẽ đi gặp trực tiếp phía bên Trung Quốc để nói chuyện. Ông nói tôi sẽ nói chuyện với Trung Quốc về tình trạng của Ukraine, cái tầm quan trọng của Ukraine như thế nào. Và tôi đang muốn đánh cược với Trung Quốc rằng Trung Quốc phải lựa chọn giữa châu Âu và Nga, Trung Quốc lựa chọn ai? Thì đây là ông Olaf Scholz, ông muốn làm điều đó. Vì Trung Nguyên nói là nước Đức mang giao rất là thân thiện với Trung Quốc. Ở tại châu Âu có thể là cái quốc gia thân thiện nhất với Trung Quốc. Tầm ban giao rất là lớn. Đặc biệt nước Đức có nhiều công nghệ về vấn đề xe hơi, nhiều công nghệ khác nằm ở tại Trung Quốc. Và nước Đức nghĩ rằng là nước Đức có đủ tầm cỡ về vấn đề ngoại giao. Và nước Đức có thể gánh vác một cái vai trò thay thế Mỹ về vấn đề áp lực cho Trung Quốc, để cho Trung Quốc quay lưng lại với Nga. Và Trung Quốc lựa chọn châu Âu hay là chọn Nga. Thì đây để giúp đỡ Ukraine. Vì chúng ta đều biết nếu Nga không có người giúp đỡ về kinh phí đứng sau lưng, nếu Nga không có ai bơm tiền vào, thì cái bộ máy quân sự của Nga không thể tiếp tục lâu dài. Nga cầm cự được 2 năm, kẻ thủ phạm chính là Trung Quốc. Mà cái điều đó mấy ổng không có biết, bây giờ mấy ổng mới biết. Ăn cái gì mà lú quá. Khi lúc đó trong diễn đàn của chúng ta đã biết hết rồi. Chúng ta đã biết cách đây mấy năm về trước rồi. Đó, Nguyên nói thực tế nhiều khi Nguyên nói mấy bác còn giỏi hơn mấy ông chính trị này nhiều. Bây giờ mấy ổng mới khẳng định là Trung Quốc là kẻ thủ phạm. Và bây giờ thì mấy ổng mới muốn cách làm sao áp lực với Trung Quốc bằng vấn đề kinh tế. Giữa ban giao với châu Âu, với Nga, anh sẽ chọn bên nào? Đấy. Trung Quốc không phải là người ngu. Người thông minh không bao giờ chọn hết. Nó hốt hết. Ví dụ mà gái hỏi em bên này, em A, em B, anh chọn em nào? Anh hốt hết. Trung Quốc không bao giờ lựa chọn. Và Trung Nguyên nói, ông thủ tướng Đức, ông quá ngây thơ. Ông nghĩ rằng ông có đủ khả năng để áp lực đến Trung Quốc và để cho Trung Quốc tách rời ra khỏi Nga. Vì cái suy nghĩ của ông có đơn giản là Trung Quốc chỉ có muốn lợi nhuận về kinh tế. Cái suy nghĩ của ông nghĩ là Trung Quốc chỉ có muốn lợi nhuận về kinh tế. Họ không bao giờ có cái suy nghĩ là Trung Quốc có cái đầu óc bành trướng hết. Họ đơn giản nghĩ là Trung Quốc ở trong cái giai đoạn này có lợi, Trung Quốc muốn kiếm tiền. Đơn giản như vậy thôi. Và họ nghĩ là nếu mà vì tiền thì chúng ta có thể thuyết phục bằng vấn đề kinh tế được. Chúng ta có thể thỏa thuận tiền bạc được. Đó. Họ đơn giản họ nghĩ như vậy thôi. Chứ họ không hiểu là cái mưu đồ của Trung Quốc là trở thành mạnh trướng lớn mạnh nhất thay thế vị trí của Mỹ. Trung Quốc muốn đóng một cái vai trò lớn hơn, mà muốn làm điều đó bắt buộc phải làm cho Mỹ và NATO suy yếu bằng cách phải có những cuộc chiến. Còn nếu không thì không cách nào thay thế vị trí của Mỹ được. Nên là họ không hiểu cái điều đó. Họ chỉ có đơn thuần nghĩ là Trung Quốc có lợi. Trung Quốc bán sản phẩm, Trung Quốc kiếm tiền. Vậy thôi. Chứ họ không hiểu là sau lưng đó Trung Quốc là kẻ xúi dục. Để âm mưu của Trung Quốc mới thực thi được. Cái điều đó họ không biết hiểu, họ không nhận được. Mà Nguyên không biết chừng nào họ mới hiểu. Chừng nào họ mới hiểu là cái tầm đe dọa của Trung Quốc nó lớn cỡ nào. Bây giờ họ vẫn không cho là Trung Quốc là cái mối đe dọa. Họ không cho cái điều đó. Họ vẫn cho là Trung Quốc không phải là cái mối đe dọa các bạn. Nên là Nguyên nói là mấy ông châu Âu này còn bị gạt nhiều. Mấy ổng này đường tình với Trung Quốc của ổng sẽ còn bị Nguyên nói là còn bị gạt nhiều. Mấy ổng còn sẽ bị móc túi dài. Mấy ổng này còn chưa có hiểu. Nên là ông Olaf sẽ có gặp Trung Quốc, sẽ nói chuyện với Trung Quốc để mà đại diện cho Ukraine, giúp đỡ Ukraine để làm cho Nga suy yếu về kinh tế trong những ngày và những tháng kế tiếp. Nhưng đối với Nguyên không có tác động gì hết. Ông Olaf ổng sẽ bị quê độ và nhục nhã đi về nước thôi. Nguyên nói thẳng luôn á. Nhưng mà để cho ổng trải nghiệm rồi mới biết. Phải giống như Tổng thống Pháp của Nguyên á, rồi mới biết được. Còn nếu mà chưa trải nghiệm qua thì ổng nghĩ rằng là vẫn có thể nói chuyện được Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan đến nước Đức, cô chú và anh chị em. Và bây giờ cho Nguyên chia sẻ cùng các quý vị tình trạng khẩn cấp
mà phía bên an ninh hạt nhân toàn cầu đã công bố. Ông giám đốc an ninh hạt nhân toàn cầu đã cảnh cáo ngày hôm nay về tình trạng nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia đã xảy ra nhiều vấn đề. Trong mấy ngày gần đây thì các quý vị cũng biết là cái nhà máy hạt nhân đó, hai bên bắn qua bắn lại nó rất gần khu vực khá nhiều. Và có nhiều cái bộ phận nó đã không hoạt động. Nhiều cái motor máy quạt nó không hoạt động. Hiện bây giờ là 6 motor đã không hoạt động. Và ông giám đốc an ninh hạt nhân, ông ta cảnh cáo là nếu không tu bổ kịp lúc, không bảo vệ nó kịp thời, thì vấn đề nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia sẽ xảy ra vấn đề không thể tránh khỏi. Cách đây 1-2 ngày thì nhóm nhân viên đã đến tại nơi và đã kiểm tra tình trạng và họ đã đánh giá là tình trạng khẩn cấp. Thì cái điều này không thể tránh khỏi. Trước sau gì Châu Nguyên nói, một ngày nào mà Nga thất bại trên chiến trường, Nga thua cuộc chiến tranh này, Nga lùi binh ra khỏi khu vực Zaporizhzhia, Nga lùi binh ra khỏi lãnh thổ của Ukraine, Nga sẽ làm nổ nhà máy. Nga sẽ làm nổ nhà máy. Nhà máy này trước sau gì nó cũng sẽ xảy ra một tai nạn khủng hoảng cho cả đất nước Ukraine và cho cả những quốc gia láng giềng kế bên. Vì vấn đề nhà máy nó bị nổ, nhà máy nó đâu phải là Chernobyl đó. Nó đâu phải là câu chuyện nó không có. Và trong cái tình trạng mà chiến tranh 2 năm vừa qua, bơm đạn nó cứ gớt kế bên hoài và nó hư hao không ngừng và đâu có tu bổ kịp đâu. Đất nước chiến tranh mà Nga là người quản lý và Nga cũng đâu có bận tâm nhiều. Chỉ biết sản xuất năng lượng thôi. Chỉ biết sản xuất năng lượng thôi. Và cái vấn đề nhà máy là cái mấu chốt để sau này Nga sử dụng lá bài cuối cùng của mình. Nên bây giờ cái tình trạng nhà máy nó bị nguy hiểm là cái chuyện rất là bình thường. Và nó có thể Nguyên nói ở đó là giống như cái bơm nổ chậm vậy đó. Người dân ở đó không biết chừng nào nó nổ. Nó có thể nổ bất cứ lúc nào. Chỉ cần một sơ hở nhỏ của một chiếc bơm, một cái bơm thôi. Một cái bơm thôi. Hay là một cái sơ hở nhỏ vì kỹ thuật không bận tâm là cũng xảy ra tai nạn. Và cái điều này nó không phải gì mà nó không có hết. Đặc biệt là mấy cái nhà máy này là cái nhà máy lớn nhất tại châu Âu nữa. Nên là Nguyên nói á, vấn đề hạt nhân á, nó một cái có cái tốt và có cái hại. Hạt nhân thì nó tạo cho chúng ta rất là nhiều năng lượng. Nó làm tốt điện lực rất là nhiều. Nhưng ngược lại thì cái tai hại của nó nếu xảy ra những cái biến cố không may đó thì cái thiệt hại nó khủng khiếp. Khủng khiếp. Các quý vị ạ. Và cái thiệt hại nó sẽ kéo dài, nó không đơn giản là chỉ một thời gian ngắn. Nhiều khi nó kéo dài đến 15 năm. Cái phóng xạ đó nó còn ảnh hưởng đến 15 năm sau vẫn còn đó. Cho các vị biết. Và nếu mà bị có gió bốc hơi nó có thể bay xa không biết bao nhiêu ngàn cây số và bao nhiêu quốc gia sẽ bị ảnh hưởng. Đó là bản tin liên quan đến nhà máy hạt nhân của Ukraine đang gặp khó và phía bên an ninh hạt nhân cả toàn cầu đã kêu cầu cứu giúp đỡ về kinh phí máy móc để mà tu bổ thần tốc vì tình trạng nhà máy đã ngưng hoạt động mấy ngày trời. Và bây giờ Châu Nguyên cập nhật cái bản tin lời phát biểu của Tổng thống Zelensky. Tổng thống Zelensky nói rằng cái cuộc tấn công của Iran vào Do Thái đó, cái cuộc tấn công đó Iran đã ăn cắp cái mô hình của Nga. Vì Nga đã làm như vậy 2 năm vừa qua trên lãnh thổ Ukraine và Iran đang cắp mô hình. Cái lời nói của Tổng thống Zelensky nó không đúng. Tại sao phải ăn cắp? Nga là người chỉ dạy mà. Nga là người xúi dục sau lưng chỉ dạy mà ăn cắp cái gì? Nga cho bản quyền luôn. Mày cứ sử dụng đi. Tao làm sao nè, tao chỉ mày cho. Y hệt như vậy luôn. Mày cứ y hệt như vậy. Đâu cần phải ăn cắp. Cái này là bản quyền. Nga cho nguyên cái bản quyền luôn. Nga tặng cái bản quyền luôn. Nga đâu có cho ăn cắp đâu Zelensky. Tổng thống Zelensky nói sai rồi. Iran không cần phải ăn cắp. Cái này là Nga còn cho bản quyền. Nga chích tay chỉ dẫn luôn. Mày bắn như thế này nè. Mày phải như thế này nè. Như thế này nè. Đúng cái kiểu đúng bài của tao là như vậy nè. Đó. Thì chúng ta thấy được cuộc tấn công ở tại Trung Đông nó đang bùng phát. Và tình hình cả thế giới người ta bận tâm với vấn đề Trung Đông rất là nhiều. Và Tổng thống Zelensky rất là đồng cảm với người dân Do Thái
vì đất nước Ukraine đã hứng chịu 2 năm vừa qua đã như vậy, và cho rằng là Iran đã ăn cắp chiêu thức của Nga. Nhưng mà Nguyên nói không ăn cắp, nó cho Nguyên cái bản quyền luôn, tặng luôn, tặng phi luôn, nó còn chỉ dẫn. Nên là đây là cái sự lên án lần thứ hai của Tổng thống Zelensky để mà nói lên cái sự tàn bạo tấn công, nước này tấn công vào nước kia với những cái quy mô lớn như vậy. Đó là bản tin liên quan đến Tổng thống Zelensky. Và bây giờ, Tổng thống Zelensky có lời kêu gọi rất là nhiều, sự giúp đỡ, hãy giúp đỡ chúng tôi, giống như các quý vị đang giúp đỡ Do Thái. Chúng tôi cũng cần sự giúp đỡ tương tự như vậy. Bởi vì cái thành công vừa qua đó mà Do Thái đã ngăn chặn được 99%, nó được sự yểm trợ của ba quốc gia lớn, Mỹ, Anh Quốc và Pháp. Ba quốc gia này là ba quốc gia chủ chốt đã được chỉ dẫn. Thí dụ là Anh Quốc đã bắn hạ rất là nhiều máy bay không người lái, Mỹ cũng làm tương tự và Pháp cũng làm tương tự. Thì cái điều đó thì Ukraine kêu gọi sự giúp đỡ tương tự như vậy, thì Anh Quốc họ có cái lời giải thích là đối với Ukraine thì họ không thể làm được. Đối với Ukraine không làm được. Thứ nhất là họ không có căn cứ không quân của họ gần ở khu vực đó. Họ không có cái căn cứ không quân gần khu vực đó. Thứ hai là cuộc chiến tranh giữa Ukraine và Nga, họ chưa có tham chiến được. Họ không có tham chiến được. Họ chưa có bước vào trực tiếp để ngăn chặn. Và họ chỉ có viện trợ thôi. Nên là cái tâm trạng của họ chưa bao giờ, họ chưa được phép. Và họ chưa bước vào giúp đỡ Ukraine giống như họ đang giúp đỡ Do Thái. Đây là cái lời giải thích của phía bên Anh Quốc. Giải thích khá là miễn cưỡng. Khá là miễn cưỡng các quý vị. Nên là đây cũng là lời giải thích, nhưng mà chúng ta đều biết lý do chính đáng là bởi vì NATO không dám leo thang với Nga trong giai đoạn này. Vì NATO không muốn có một cuộc chiến nguy hiểm dẫn đến vũ khí hạt nhân. Vì Iran, họ vẫn cho là Iran chưa có, nhưng Iran có thể có thì sao? Lý do đơn giản là Nga có vũ khí hạt nhân, họ không muốn dẫn đến cái thảm họa của nhân loại, và nên là họ hạn chế tối đa cái sự hiện diện của họ trên lãnh thổ của Ukraine. Nhưng mà nếu mà Nga không có, thử đây, họ quýnh Nga là te tô luôn á. Và bây giờ một bản tin khá vui cho các quý vị. Vấn đề ở tại Georgia. Ủa, chờ Nguyên 3 giây, sao cái này nó lại nó bị xóa rồi. Nó bị xóa rồi. Ấy, tại sao cái tụi Daily Mail này nó đưa tin sao nó xóa ta? Nó kêu là cái người đưa cái link này lên đã bị xóa rồi. Câu chuyện là như thế này, đáng tiếc quá. Cái câu chuyện là ở tại Quốc hội Georgia đánh lộn. Đánh cha mẹ nhận không ra luôn. Đó. Quốc hội Georgia đang họp bỏ phiếu về đạo luật, trong cái đạo luật nó liên quan đến vấn đề đầu tư, thì hai đảng đối lập với nhau. Cái ông mà phát biểu chuẩn bị bỏ phiếu đó, ngày đầu tiên họp đó để chuẩn bị bỏ phiếu, ông này phát biểu thấy ghét quá, chịu không có nổi, bắt đầu lao vô một cú đấm, tóm ông kia té xỉn miễn luôn. Bắt đầu là đảng này với đảng kia quýnh với nhau tơi bời hết, túi bụi hết đó. Nhưng mà Nguyên đã thấy báo Việt Nam đưa, nhưng đưa không đúng câu chuyện. Nguyên mới lấy nguyên cái video này luôn ở trên cái trang ấy, nhưng mà tại sao nó gỡ xuống rồi, nó bị chắc là bị ai đó khiếu nại cái gì đó, là YouTube nó gỡ xuống rồi. Cái câu chuyện là như thế này. Các quý vị phải biết là cái tình trạng Georgia đó nó y hệt giống như là Ukraine. Tình trạng Georgia nó y hệt giống như Ukraine. Georgia là một cái quốc gia nằm trong khối Liên Xô cũ, là một cái quốc gia hiện bây giờ chưa được là NATO, cũng chưa được là châu Âu, là một cái quốc gia nhỏ có khu vực ly khai, một cái quốc gia bị Nga thao túng giật dây chính trị đằng sau lưng. Trong cái giai đoạn mà Ukraine chiến tranh thì Georgia đã sợ hãi và Georgia đã muốn sáp nhập vào Liên minh châu Âu và sáp nhập vào Liên minh NATO.
Georgia đã gửi đơn nhưng mà hiện bây giờ người ta chưa cho phép. Vì Georgia rất là sợ thấy cái hình ảnh, trong em cảm ơn Mạnh Thường Quân đến từ Đài Loan. Georgia đã thấy cái hình ảnh Nga tấn công Ukraine được thì tương lai tấn công Georgia được y hệt nhau thôi. Thì những cái đạo lực mà bây giờ người dân Georgia họ rất là sợ hãi cái hình bóng của Nga. Cái đạo lực nào mà có liên quan đến Nga, giống Nga, dưới Nga là họ tẩy chay. Trong em cảm ơn Mạnh Thường Quân mới vừa yểm trợ cho chương trình nhé. Là họ tẩy chay. Người dân đấy nha. Thì trong cái buổi họp này đó, thì cái đảng nó đưa ra một cái đạo lực mà người ta nói rằng cái đạo lực này có lợi cho Nga. Thân Nga, cái đảng này thân Nga. Nên là họ mới xa, họ mới quýnh lộn lẫn nhau. Họ mới quýnh lộn, mấy ông quốc hội mới quýnh lộn lẫn nhau. Thì lúc đó sau cái đánh lộn này đó, thì cái ông này ông trả lời trước báo chí, ông giải thích lý do tại sao ông đã có những cái hành động như vậy. Vì ông nói là chính phủ, những kẻ này đang bán đất nước cho đất nước Nga. Thấy quá rõ, họ đang bán đất nước cho đất nước Nga. Hành động của họ đã xích gần lại Nga. Và chúng tôi không có mù, chúng tôi không phải là nô lệ và chúng tôi không thể nào chấp nhận điều đó. Và bắt đầu cái bảng họ biểu tình ngay trong quốc hội. Quá trời người dân xuống đường biểu tình ngay trong quốc hội. Với một cái bảng là gì? Chống đối. Không thích gần Nga, không ở gần Nga. Họ cầm lá cờ châu Âu. Họ cầm cái lá cờ giọt ra của họ. Họ muốn nói với quốc hội là chúng tôi không muốn dính gần với Nga. À, chúng tôi không, chúng tôi muốn gần châu Âu. À, và họ đứng ra đó, họ biểu tình quá trời trước cửa quốc hội. Sau cái cuộc đánh đó là bùng phát ngay lập tức. Thì mấy ông Nga đó, mấy ông cũng chia tin này. Nhưng ông không có chia tin bên ngoài. Ông chỉ quay một cái đoạn chút xíu ở trong quốc hội đánh lộn thôi. Việt Nam cũng đưa cái tin vậy. Quay chút xíu trong quốc hội quýnh hộn này. Rồi chê bai. Đó, tụi nó đánh lộn ồn ào. Tụi nó không tổ chức, không đoàn kết đất nước, quốc hội gì mà đánh lộn. Đánh lộn là chuyện bình thường. Quốc hội châu Âu đã quýnh lộn hoài à. Nhìn đất nước Mỹ đi, bà Nancy ngay chăng bà còn xé luôn cái tờ giấy của mặt tổng thống nộp cho bà còn xé luôn mà. Bà nhìn với cặp mắt đầy viên đạn bà còn xé luôn. Ở nước ngoài chúng ta sống tự do nên mới có chuyện đó. Chứ chúng ta làm một đảng là không bao giờ có chuyện đó hết. Tại một đảng đâu có cãi được. Vì đâu có lý tưởng. Một đảng nó có một cái xu hướng một à. Một cái con đường đi duy nhất, cái ông trước đi rồi đằng sau y hệt vậy. Thì làm gì có cãi giả. Còn nhiều đảng, nhiều lý tưởng, nhiều suy nghĩ, nhiều đủ thứ là tất nhiên là phải có tranh cãi. Mà nhiều khi lời nói nó quá sức mà nó không đạt được hiệu quả với dùng tạch chinh. Chứ một đảng làm gì mà có vụ mà tranh cãi nhiều. Có lý tưởng đối lập gì đâu. Chỉ có những cái suy nghĩ hay cái đạo lực đưa ra thôi. Thì cái nó nhẹ lắm. Nó nhẹ lắm. Còn nhiều đảng nó mới giữ. Vì nhiều đảng nước tự do thì chúng ta có nhiều sự lựa chọn. Và chúng ta có quyền quyết định ủng hộ đạo lực này, ủng hộ cái đường lối chính trị này, ủng hộ đường lối chính trị kia. Còn một đảng thì đâu có lựa chọn, đâu có lựa chọn được. Nên là bữa nay thì Nguyên thấy báo chí Việt Nam cũng đưa cái bản tin này, nhưng mà họ cắt. Vì cái bản tin họ nói họ lấy từ Nga, thì Nga đâu có đưa hết cái câu chuyện đó. Nga đâu có đưa hết cái cuộc biểu tình ở bên ngoài. Nga chỉ có cắt ghép ngay chăng cái khúc đánh lộn ở trong thôi. À. Lý do đơn giản là đất nước Georgia họ đã thấy hiểu được đất nước Nga quá nhiều và họ muốn được cơ hội để sáp nhập vào châu Âu. Sợ chính phủ hiện bây giờ đưa ra những cái đạo lực thân Nga và họ sẽ liên lụy với Nga và họ không muốn điều đó. Cái ác mộng thời Liên Xô cũ nó vẫn còn sâu trong tim Nga. Georgia, quý vị. Người nói là đó là chính trị để chúng ta hiểu được. Nhưng mà các vị hiểu không? Những cái quốc gia thân Nga từng là nằm trong khối Liên Xô cũ. Cho Nguyên nhắc ha. Ukraine, Georgia, Moldova, Litva, Estonia, tiếp khác Czech Slovakia, cái đóng nước đó. Đó. Những cái quốc gia cái đóng nước đó nằm trong khối Liên Xô cũ. Trong khối Liên Xô cũ. Và bây giờ đó không có ai chơi với Nga nữa hết. Phần lớn là không ai chơi với Nga luôn. Cả luôn những quốc gia Kazakhstan, Kyrgyzstan, những quốc gia trong đồng minh đó, Armenia là quay lưng lại với Nga luôn.
Những cái quốc gia đã từng ở với chế độ Liên Xô cũ đều bỏ chạy nghe hết. Trừ Việt Nam mình là sao ta? Việt Nam mình không nằm trong khối Liên Xô cũ nhưng mà Việt Nam mình vẫn khoái Nga. Tại sao người ta ở với Nga mà người ta bỏ chạy thì mình phải hỏi một câu hỏi chứ. Thằng Nga nó ăn ở như thế nào mà anh em nó bỏ đi hết. Còn mình lại mình khoái Nga là sao? Mình lúc nào Nga cũng là tốt nhất. Nga là vĩ đại. Mình mới vừa kinh cái tượng Lenin về nữa kìa. Mới vừa kinh cái tượng Lenin về nữa. Cái nguyên thắc mắc này vậy đó. Tất cả những quốc gia nằm trong khối Liên Xô cũ, từ lúc mà tách rời ra khỏi, thì là sợ ông sợ cha, không bao giờ muốn sát nhập hết. Chạy mất dép, nghe nói Nga là họ chạy mất dép luôn. Thôi, sợ lắm. Nghe nói chữ Nga thôi là họ chạy mất dép. Mà mấy chục quốc gia, nó không phải nói là một quốc gia, thì mình nói, ồ, chỉ có một thằng. Chắc quý vị phải tình dung giống như mình suy nghĩ bạn bè vậy đó. Có một thằng nó chơi một đám bạn, mà mấy chục thằng bạn không ai chơi với nó nữa hết. Mình phải coi nó tư cách nó như thế nào chứ. Nhưng mà Việt Nam mình thì lại khoái. Nguyên nói là báo chí Việt Nam là 99% đứng về phía Nga hết. Toàn là lấy báo của Nga chia sẻ lại. Báo của Nga nó đã là báo thêm mắm thêm muối, nó dặm đủ đậm đà rồi. Qua bên Việt Nam nó dặm thêm một lập nữa. À, không phải sợ, Việt Nam không phải sợ, giống như là thần tượng Nga vậy đó. Nguyên thấy giống như là thần tượng Nga đấy. À, thấy Nga là tốt lắm. Nguyên không biết Nga làm cái gì cho Việt Nam mà tốt, nhưng thật nhiều khi Nguyên cũng biết. À, mà tốt lắm, cái gì là Nga là tuyệt vời. Đó. Đó là bản tin liên quan đến Georgia mà Nguyên muốn chia sẻ cùng cô chú và anh chị em. Bởi Nguyên thấy là cái bản tin này nó cũng có một cái điều giống giống Việt Nam chúng ta đó. À, để chúng ta hiểu rõ hơn. Tại sao những cái quốc gia đã từng thân cận với Nga, đồng minh của Nga, anh em với Nga đều bỏ chạy hết. Đều bỏ chạy vì họ rất là sợ. Vì họ biết cái xu hướng của Nga vẫn có một cái xu hướng bành trướng. Và Nga lúc nào cũng coi rằng những quốc gia này đều là thuộc địa của mình hay là đất nước của mình. Và bây giờ, cho Nguyên cập nhật một chút xíu bản tin nữa liên quan đến tình trạng cụ thể ở trên chiến trường. Để chúng ta biết được là Ukraine đang gặp khó như thế nào. Các vị cũng biết là trong những cái ngày gần đây thì Putin đã có cái ý định rất là rõ, và theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh và cả luôn nhiều người đã khẳng định là trong tháng 5 này, từ đây đến tháng 5 Putin muốn đạt ít nhất là một cái tỉnh thành nữa. Nên là Putin đã điều động khí tài quân sự rất là nhiều ở khu vực giao tranh, đặc biệt là khu vực mà kêu là sườn miền đông đó. Putin đã điều động cả 100,000 binh sĩ và nhiều vũ khí để chuẩn bị thực hiện cái kế hoạch đó là lấy thêm một cái tỉnh thành nữa để chứng minh được là lực lượng của Nga đang chiến thắng. Tất nhiên là Putin cũng biết là Putin không thể dễ dàng đạt được mục tiêu đó, nhưng Putin đang đánh cược với cái giai đoạn mà Ukraine đang thiếu đạn dược, vấn đề cái gói trợ cấp đang chậm trễ, và Putin biết rằng nếu chờ đợi quá lâu các quý vị, thì vấn đề chờ đợi quá lâu thì cung cấp giúp đỡ rất là nhiều cho Ukraine sẽ làm cho Putin không còn có cơ hội thắng, nên đã dồn dập trong cái cuộc tấn công từ đây đến tháng 5. Nên các quý vị sẽ nghe rất là nhiều tin xấu của Ukraine từ đây đến tháng 5 mà Nguyên sẽ cập nhật cho các quý vị thường xuyên. Sẽ các quý vị nói về âm thanh. Có người nói âm thanh không được, âm thanh được. Nguyên thấy ok mà. Mấy bác là chuyên gia là làm cho Nguyên hồi hộp với âm thanh, nhưng mà có lẽ phải chịu thôi. Nhiều khi ở diễn đàn, nhiều khi mấy bác ở một cái nơi do cái máy của mấy bác nữa, ở một cái nơi mà mấy cái máy bác đường mạng không có tốt thì mấy bác cũng coi Nguyên không có tốt, do chính bản thân của hệ thống của mấy bác nữa. Nhưng mà Nguyên nghĩ thì Nguyên hệ thống của Nguyên ok. Vì nãy giờ nói chuyện bà con cô bác ai cũng nghe mà. Thì mấy bác hãy nên kiểm tra lại cái máy của mình. Hay là cái máy của mình nhiều khi mình lâu lâu mình chưa có tắm rửa đó. Ngâm nóng nước nóng đó. Tắm rửa sạch sẽ chùi chùi đó. Mấy máy sấy là nhiều khi nó dị là nó nghe là tốt. Cũng hên xui. Hên xui nha. Nguyên nói hên xui nha.
Nhiều khi nó nghe lời tốt mà nhiều khi nó không nghe luôn nữa thì hên xui, hên xui. Ok, thôi cảm ơn các bác đã trả lời cho Nguyên chữ ok và số 1. Cho Nguyên nói là một lần nữa là cái tình trạng của Uy Khanh đang gặp khó và từ đây đến tháng 5 nó sẽ xảy ra nhiều tin xấu cho Uy Khanh. Đó là không thể tránh khỏi. Uy Khanh có thể mất mát thêm vài ngôi làng nữa, các bác cũng không nên ngạc nhiên. Chuyện đó có thể xảy ra vì Uy Khanh phải đợi cái gói trợ cấp đến, đó là gói trợ cấp của Hoa Kỳ và F-16. Và hiện bây giờ cái gói trợ cấp chưa đến và Uy Khanh chờ cái gói trợ cấp đến mới đủ khả năng đạn dược để mà đáp trả. Bây giờ Uy Khanh chỉ có cầm cự thôi, cầm cự tối đa chờ đợi đạn dược đến. Nên những cái tin xấu của Uy Khanh sẽ dồn dập trong những ngày kế tiếp. Nên mấy bác cũng không có quá buồn, để nói cho mấy bác cũng không cần quá lo. Nga cao lắm lấy thêm được một tỉnh thành nữa thôi. Đó là Nga cao lắm, Nga dồn hết tất cả lực lượng lấy thêm một tỉnh thành nữa là hết đa rồi, tối đa rồi. Vì cái gói trợ cấp của phương Tây, của Hoa Kỳ sắp đến rồi. Cái điều duy nhất Nga có thể làm là được đó trong cái giờ từ đây đến tháng 5. Và Nga muốn làm điều đó, Nga phải tổn thất rất là nhiều. Các quý vị, đó là tình hình cho các quý vị hiểu. Và bây giờ Anh Quốc đã lên án Nga sau đây và Nguyên tin chắc là người Việt Nam mình có điều này. Anh Quốc, tình báo của Anh Quốc lên án Nga sau đây là Nga đã chiêu mộ rất là nhiều binh sĩ ở nước ngoài. Với cái mức lương là 2.000 đô la một tháng, 2.200 đô la, con số chính xác là gì? 2.200 đô la một tháng, một con số rất là bèo nghe các quý vị. Đặc biệt là chiêu mộ những quốc gia Armenia, Kazakhstan, Ấn Độ và Nepal. Đây là bốn quốc gia mà tình báo Anh Quốc họ nêu lên. Bốn quốc gia được nêu đích danh. Được chưa? Đặc biệt là binh sĩ được chiêu mộ với số lương 2.200 đô la, đặc biệt là kèm theo được cái quốc tịch passport Nga. Nếu cái hợp đồng kết thúc, có nghĩa là hợp đồng kết thúc thì sẽ được cái quốc tịch Nga. Bởi vì cái quốc tịch mà Nguyên nói chờ, cái quốc tịch Nga bây giờ có cái gì đâu mà giá trị trời. Cái passport Nga bây giờ đi được đâu nữa. Đó. Vì có nhiều người họ đang chiêu mộ những quốc gia nghèo, những cái người mà cái điều kiện thì những người này ai họ cũng chiêu mộ hết. Không có kinh nghiệm thì họ sẽ đào tạo, huấn luyện kinh nghiệm trong vòng vài tháng rồi họ mới đẩy lên chiến trường. Và cho Nguyên nói con số tử vong của những binh sĩ như vậy đó là khoảng tầm 80%. Con số nó nhỏ lắm. Có nghĩa là 10 người đi chỉ có 2 người về thôi. Bởi vì những lính đánh thuê như vậy đó đều được đưa ra những cái nơi chiến trường nguy hiểm nhất. Những người không phải là người gốc Nga sẽ đưa vào những cái nơi nguy hiểm nhất, ở những cái nơi phải là tiến đầu, phải tiến lên làm bia đỡ đạn để cho lực lượng Nga chính thống đằng sau từ từ bước đến. Và tử vong là trên 80% các quý vị. Và đây là tình báo của Anh Quốc. Và Nguyên nghi ngờ rằng Việt Nam mình sẽ có những người bị chiêu mộ rồi, nhưng mà không nghe thông tin thôi. Hiện bây giờ Nguyên không nghe thông tin thôi, nhưng Nguyên nghĩ không thể nào không có được. Nguyên nghĩ không thể nào không có được. Yeah. Và có những người thì họ bất chấp, đặc biệt là mấy bác Red Bull đó thì đâu có suy nghĩ được cái gì đâu. Red Bull thì đâu có suy nghĩ được cái gì đó, nên là Nguyên nghĩ thế nào không có à. Bởi vì Ấn Độ có, Nepal có, tại sao Việt Nam không có? Tuy rằng là mấy bác đảng đất nước rồi không dám đưa tin điều đó, không dám nói điều đó, không dám nói, nhưng mà trời ơi, cái lương chỉ có 2.200 đô la thôi mà đi cầm súng vì một cái quốc gia khác, để đi cướp bóc quốc gia người khác, ác thiệt. Nguyên nói thật, Nguyên không hiểu tại sao mấy người đó họ làm được cái điều đó. Phải cái mức lương Nguyên nói 50.000 hay 100.000 đô một tháng hay gì đó, là mức lương mà khủng khiếp. Chỉ có 2.200 thôi. Tính mạng con người nó bèo vậy đó. Mà khi lúc đó tử vong tới 80%. Đi ra chiến trường có lụm xét được không? Có tiền không? Đó. Mà chưa gì thấy lụm xét rồi đó. Lụm xét rồi. Các quý vị. Nhưng mà đây là cái báo cáo của phía bên tình báo của Anh Quốc. Họ đã lên án cái sự việc này.